Cậu bé này chỉ mới 12 tuổi nhưng đã phải làm nô lệ cho bọn buôn người vô nhân tính. Không những bị đánh đập dã man mà bọn chúng còn bắt cậu tắm trong máu tươi, sau đó nhẫn tâm dẫn cậu ra đấu trường để mua vui. Tuy nhiên cuộc chiến này không phải giữa người với người mà là giữa người với cá sấu. Tên mắt chó ném cậu ta xuống vũng bùn một cách không thương tiếc. Cánh cửa lồng gỗ được mở ra, lập tức một con cá sấu hung dữ ngửi thấy mùi máu tanh đã nhảy bổ về phía chàng thiếu niên trực ăn tươi nuốt sống. Những người xung quanh hò reo phấn khích một cách vô tâm. Cậu bé ôm con cá sấu vật lộn chục vòng để giành sự sống, thoát khỏi con quái vật và cố gắng leo lên bờ, nhưng một người đàn ông đã ra tay đẩy cậu trở lại sàn đấu để mua vui. Vừa hay một thủ lĩnh đi ngang qua, sự dũng cảm phi thường của cậu bé đã lọt vào mắt của ông. Không thể chịu được cảnh này, vị thủ lĩnh liền phóng cây giáo nhọn phi chết tên cầm đầu, sau đó ông ra lệnh cho nhóm người của mình giết chết hết đám buôn người vô nhân tính. Thấy cậu bé vẫn đang vật lộn với con cá sấu, vị thủ lĩnh liền ném một con dao xuống mà nói: "Chàng trai, sinh mệnh của mình nằm trong tay của chính mình." Cậu thiếu niên lập tức nhặt con dao rồi xông lên quyết tử một phen sống còn, mặt nước bỗng im lặng như tờ, tưởng rằng cậu ta đã trở thành bữa trưa của con cá sấu. Ai ngờ kỳ tích đã xảy ra, vị thủ lĩnh nở nụ cười và ánh mắt đầy đắc ý vì đã không nhìn nhầm người. Cùng lúc đó, thuộc hạ của ông đã tiêu diệt gần hết bọn buôn người, ai nấy đều là những cao thủ với võ công cao cường, mỗi người một môn phái khác nhau đấm cho bọn chúng lên bờ xuống ruộng. Nơi đây nhanh chóng trở thành một mồ chôn tập thể. Thì ra vị thủ lĩnh này là Chơ Na, người đứng đầu một băng cướp hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Sau khi giải quyết xong xuôi đám côn đồ bẩn thỉu, vị thủ lĩnh mang cậu bé về căn cứ của mình. Chơ Na dẫn cậu đến trước một vị pháp sư tóc trắng, dù mắt ông đã mù nhưng ngay lập tức khẳng định rằng cậu bé sau này sẽ trở thành một kỳ tài võ thuật, đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ cậu ta. Vị thủ lĩnh rất bất ngờ về điều đó, thì ra cậu bé này tên là Ten, con trai của một gia đình quý sở tộc. Cha cậu là một tướng lĩnh rất giỏi, ngay từ bé cậu đã có khát khao trở thành một chiến binh dũng mãnh giống như cha mình. Tuy nhiên ông không muốn cậu gặp nguy hiểm nơi chiến trường nên đã bắt Ten chỉ được học múa. Và một ngày nọ, cha cậu được nhà vua giao cho nhiệm vụ đi dẹp bọn phản loạn, đó là tên bạo chúa Ratchasena đang có ý định lật đổ ngôi vua. Trước khi đi, ông đã gửi Ten cho một sư phụ ở một ngôi làng nọ để nhờ nuôi dạy. Ở nơi đây, Ten đã gặp cô bé xinh đẹp tên là Pim, hai đứa trẻ sớm kết thân và trở nên quấn quýt với nhau như thanh mai trúc mã. Tuy nhiên thời gian yên bình chẳng được là bao, vào một ngày nọ, cha cậu đã sai thuộc hạ đến đưa cậu trở về nhà. Giây phút chia ly, Ten chỉ kịp gửi cho cô một chiếc lắc chuông làm kỷ vật, nhưng khi tới nửa đường, Ten mới biết rằng tên thuộc hạ này đã phản bội cha cậu, thì ra hắn đã theo phe của tên bạo chúa Ratchasena muốn hãm hại gia đình nhà cậu. May mắn một vị tướng quân đã kịp thời giải cứu, Ten nhân cơ hội đó một mình phi ngựa trở về nhà. Anh sững sờ chứng kiến tên bạo chúa Ratchasena giết chết mẹ cậu bằng một mũi tên, sau đó tên tay sai sát thủ mặt nạ đen của hắn cũng kết liễu cha cậu bằng một nhát kiếm. Ten hét lên trong đau đớn, bọn chúng nhanh chóng đuổi theo truy sát cậu bé. Vị tướng quân đã ném Ten sang bên đường để cậu chạy thoát, còn ông đã đánh lạc hướng và bị chúng chặn đầu nên không tránh khỏi cái chết. Ten may mắn thoát nạn nhưng đúng lúc đó, một băng đàn buôn người đã đi qua và bắt cậu về làm nô lệ. May mắn Ten gặp được thủ lĩnh Chơ Na, ông rất thích cậu và muốn cậu ở lại. Tuy nhiên Ten lại không nói một lời và lập tức rời đi. Ra đến ngoài, cậu tận mắt chứng kiến những người ở đây ai nấy võ công đều cao siêu, từ thiện xạ bách phát bách chúng cho đến cả bậc thầy về thuốc nổ. Tất cả đều làm Ten vô cùng ngưỡng mộ, nhưng bánh cuốn nhất là những đòn đánh nguy hiểm của bộ môn Muay Thái. Từ đó Ten hạ quyết tâm phải học hết những bộ cung phu này, sau đó sẽ đi báo thù cho cha. Con đường võ học của cậu chính thức bắt đầu. Thủ lĩnh Chơ Na cũng tận tâm dạy cho Ten tất cả những kinh nghiệm mà ông có được, học hết thầy này lại đến sư phụ khác, học ngày học đêm học nữa học mãi. Thấy Ten ngoan ngoãn và có tố chất, Chơ Na đã nhận cậu làm con trai của mình. 10 năm sau, Ten đã lĩnh hội hết tinh hoa của các bộ cung phu, anh đã trở thành một thanh niên cường tráng. Trước khi Chơ Na đưa lên là một người thủ lĩnh, Ten phải vượt qua các bài kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Để lãnh đạo được băng cướp đòi hỏi phải có sức mạnh lớn hơn cả voi. Vì vậy bài kiểm tra đầu tiên của Ten đó chính là chinh phục đàn voi khổng lồ hoang dại. Anh cũng đặc biệt yêu thích đàn voi này, mặc cho bọn chúng phản kháng ác liệt, Ten vẫn không hề chùn bước. Anh lao thẳng tới con voi đầu đàn rồi mượn tạm chiếc ngà bật lên đầu của nó. Anh đánh một phát vào trán rồi ấn xuống, khẳng định mình là một bậc đế vương. Tất cả đàn voi đều quỳ xuống bày tỏ sự khuất phục trước sức mạnh của Ten. Thử thách đầu tiên về trí tuệ và sự khéo léo anh đã vượt qua, Chơ Na vô cùng hài lòng. Thử thách tiếp theo sẽ là chiến đấu, Ten sẽ phải vượt qua các vị ân sư đã dạy dỗ cậu nhiều năm qua. Người đầu tiên là một vị hòa thượng xăm trổ đầy người, cơ thể của Ten so với ông ta thì không khác gì một bức tranh đả kích. Vị hòa thượng quá to lớn và dũng mãnh khiến Ten không thể nào quật ngã. Anh lập tức thay đổi chiến thuật, biến điểm yếu của mình thành điểm mạnh, lợi dụng cơ thể nhỏ bé và sự nhanh nhẹn của bản thân, Ten dùng tuyệt chiêu hạ mi chạm tóc quật ngã đối thủ, rồi áp chế thành công hot boy xăm trổ này. Ân sư tiếp theo là một cao thủ kiếm đạo của đất nước Nhật Bản, thấy cách cầm kiếm của Ten khác người, ân sư nở nụ cười coi thường. Tuy nhiên sau đó dù là quỳ đánh hay đứng đánh anh cũng khiến ân sư ăn hành, tốc độ của Ten đã đạt tới cảnh giới bàn thờ khiến ông không kịp trở tay. Anh nhanh chóng chốt hạ khiến đại sư không hiểu vì sao. Đối thủ thứ ba của Ten là đấu tay đôi với một đại sư cung phu của Trung Quốc. Tưởng rằng cơ thể ông là mình đồng chim sắt bất khả chiến bại, tuy nhiên Ten đã nhanh chóng dùng lung tung quyền bao gồm xà quyền, hầu quyền, hổ quyền và thậm chí là gà trọi quyền khiến ân sư phải chịu thua.
Cửa ải cuối cùng của Tên là phải sống sót ra khỏi hang động tăm tối lạnh lẽo này. Thấy người phụ nữ khóc lóc thảm thương, Tên rủ lòng thương đến giúp đỡ. Tuy nhiên đó lại là một con ma cà rồng đã thành tinh. Nó chỉ trực tặng cho anh một nụ hôn toàn răng nanh vào cổ anh. Thấy Tên nương tay, cha nuôi liền ném xuống một con dao. Tính mạng của mình nằm trong tay của chính mình. Tên lúc này bừng tỉnh, một dao tiễn ả ma nữ xuống suối vàng. Thì ra đây là bài học, nhân từ với kẻ địch là tàn bạo với chính mình mà cha nuôi muốn cậu giác ngộ. Thành công vượt qua các bài kiểm tra, Chona tuyên bố Tên là phó tướng của băng cướp chỉ đứng sau ông mà thôi. Trải qua nhiều năm tháng khổ luyện thành tài, nhưng ngọn lửa báo thù trong anh vẫn chưa bao giờ dập tắt. Tên vẫn nhớ như in bản mặt của tên bạo chúa Ratchasena cùng với kẻ bịt mặt đã sát hại cha mẹ mình. Anh quyết định bắt đầu con đường báo thù của mình. Trên con đường rộng lớn đó, Tên đã vô tình gặp lại bọn buôn người vô nhân tính khi xưa đã nhẫn tâm ném anh xuống làm bạn cùng với cá sấu. Tuyệt vời hơn cả là thằng cha mắt chố vẫn sống nhăn răng. Hắn đã may mắn sống sót trong trận chiến 10 năm trước và ngoi lên làm thủ lĩnh của bọn buôn người. Bọn chúng vẫn ngang nhiên buôn bán nô lệ và hành hạ người dân. Đột nhiên từ đâu một bình rượu bay tới phi thẳng vào đầu tên mắt chố, khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn không khác gì một cái bãi tham ma. Ai nấy đều hoang mang style, không biết kẻ nào to gan làm chuyện đó. Hắn xông tới đánh đập một nô lệ dã man con ngan. Khi đang thưởng rượu cho người này thì một cú đấm móc cằm được tung ra làm hắn vỡ mồm con chó sồm. Thì ra không ai khác chính là Tên. Chỉ cần một cước, anh đã cho hắn ngất trên cành quất. Anh làm luôn một chum lớn mượn rượu giải sầu, có tí cồn trong người, Tên thi triển cung phu túy quyền say xỉn của Trung Quốc. Tuy nhiên các đòn đánh kết hợp với bộ môn Muay Thái trở nên vô cùng hiểm ác. Trông thì có vẻ đã say nhưng ra tay thì vô cùng mạnh mẽ. Từng đường quyền xuất ra đều khiến xương kêu răng rắc, Tên cứ khớp chân mà dã khiến đối phương có đông đến mấy cũng phải gục ngã. Một người đến thì một người gục, chục người đến thì chục người gục, anh đánh cho họa mi cũng không ngóc đầu lên được. Tỉnh rượu hết túy quyền thì Tên lại dùng ưng chào quyền nát rượu, anh lên gối cho tên béo này ói cả bát phở bò vừa ăn sáng nay, sau đó cho hắn tắm rửa sạch sẽ trong chảo nước sôi. Người của Tên cũng đến khống chế hết tụi này, Tên mắt chố chỉ biết quỳ lại xin tha, hắn nguyện nhường hết nô lệ và tiền bạc cho anh, nhưng với Tên lúc này tiền chỉ là polymer mà thôi. Tao sẽ cho mày một cơ hội như 10 năm trước mày đã cho tao. Không nhiều lời, Tên mắt chố liền bị ném xuống hồ đánh răng cho cá sấu. Tên lệnh cho thuộc hạ thả hết nô lệ ra, mọi người nhìn anh với ánh mắt idol của giới trẻ. Không chỉ bọn buôn người vô nhân tính, Tên còn lãnh đạo đội quân của mình đi cướp của bọn ăn cướp khác. Với tài thao lược bày binh bố trận của mình, các cao thủ của Tên dễ dàng áp chế nhanh chóng và cướp thành công các chiến lợi phẩm của các bè sông nước, hay ngay cả các đoàn buôn lậu trên đường bộ cũng chẳng là đối thủ của anh. Chona rất hài lòng trước bản lĩnh lãnh đạo của Tên, tuy nhiên từ sâu trong mắt anh, ông nhận ra rằng còn một sứ mệnh mà anh chưa hoàn thành, ông và băng cướp sẽ đợi anh trở về. Từ biệt doanh trại, Tên lên đường báo thù tên bạo chúa Ratchasena và tìm lại cô gái mà năm xưa anh thầm thương trộm nhớ. Lúc này, Ratchasena cảm thấy thế lực đã đủ hùng mạnh để tự phong mình làm hoàng đế và sáng lập ra vương quốc Kimochi. Hắn liền tổ chức đại lễ để ăn mừng ngai vàng mới được đắp bằng xương và máu của hàng ngàn người vô tội. Tại đây, người bạn thanh mai trúc mã của Tên là Pim đã trở thành một vũ công xinh đẹp, hàng ngày cô phải uốn éo mua vui cho hắn. Tên lúc này cũng đã hóa thân thành một người biểu diễn võ thuật cho thằng bạo chúa xem. Anh sẽ chờ thời cơ thích hợp để tiện hắn lên bàn thờ ngồi cho mát, chứ cái ngai vàng kia anh thấy không hợp phong thủy cho lắm. Nhìn thấy chiếc lắc tay mà năm xưa Tên đã trao cho cô bé Pim làm kỷ vật, Tên đã nhận ra đây đích thị là bạn gái mình. Cờ hó khó qua ải mỹ nhân, tên bạo chúa nhanh chóng bị si mê bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của Pim. Thấy bạn gái mình sắp bị thằng khác chém, tên Akai con chim cú đến nỗi cào rách cả sàn diễn. Nhưng gái cú chỉ là phù du, trả thù cho thầy U mới là tất cả. Anh liền nhào lộn trên không rồi tung ra mấy quả mìn làm hỏa mù. Nhân lúc hỗn loạn, Tên xử đầy mấy tên thị vệ lê vê như rùa nhặng xung quanh. Pim lúc này cũng đã nhận ra Tên, anh tiến tới chém tới tấp dồn dập vào lưng của tên bạo chó. Ratchasena chạy lên quận cũng không hết nắng, đám thị vệ xông tới quá đông nên anh tung hỏa mù lần hai, sau đó tặng cho hắn một kiếm ngang ngực. Tưởng rằng tên bạo chúa đã quy tiên, Tên tạm thời rời đi để hoãn binh, anh liền trở về doanh trại gọi 500 anh em quay lại giải cứu người đẹp. Tuy nhiên nơi đây lúc này nó lạ lắm, cha nuôi và băng cướp đã tham gia bộ phim mất tích mất tiêu. Lúc này một tên mặc đồ đen xuất hiện, Tên nhìn hắn na ná giống với kẻ đã sát hại cha mình năm xưa, anh đã suýt quên mà hắn lại tự vác xác tới, phải chăng là muốn đi chung chuyến tàu xuống âm phủ với tên bạo chúa kia. Kiếm pháp của Tên giờ đây đã đạt cảnh giới xuất quỷ nhập thần, chỉ với ba chiêu độc cô cửu kiếm anh đã giành được thế thượng phong. Cuối cùng anh kết liễu hắn bằng một nhát kiếm như hắn giết cha anh năm xưa. Tuy nhiên lúc này ở trên cao, một tên áo đen khác lại xuất hiện. Tên này mới chính xác là tên đã giết cha của anh thì đúng hơn. Nhìn thấy quả mũ bảo hiểm dọ tre của hắn rất chất chơi người rơi và khá ấn tượng, Tên quyết tâm cướp về để đựng cua. Tuy nhiên hắn ta đúng là cao thủ đầu mưng mủ, chưa kịp xuất chiêu đã bị hắn đánh cho bay khỏi võ đài. Mạnh quá thì mình không chơi, Tên đánh mấy tên tép diêu ở dưới để sốc lại tinh thần. Anh ghét nhất mấy thằng bịt mặt này, cứ làm như anh thích nhìn mà chúng nó làm không bằng. Tên lần lượt cho chúng đao ván, người sói trong đội X-Men mà ở vũ trụ này cũng chẳng phải đối thủ của anh. Chiến binh báo đen Black Panther cũng nhanh chóng đến góp vui, càng những thằng về sau lại càng là những thằng khỏe. Tên đánh chúng toát hết cả mồ hôi háng mà vẫn không chịu thua. Lúc này Tên đành phải dùng các tuyệt học của bộ môn Muay Thái, cù trỏ thần sầu và đầu gối thập bát trưởng liên tục được tung ra đánh chúng không ngóc đầu lên được. Cuối cùng chúng cũng phải đáp mộ cuộc tình tại trận. Gặp Tên dọ đầu lần hai, Tên lập tức bị chém bay người trở về vạch xuất phát ban đầu. Anh dùng cát để cầm máu vết chém một cách ả ma Canada, sau đó dùng côn tam khúc xông lên chiến đấu với đám cao thủ phía dưới. Bọn chúng cứ nhau tới là vỡ hết cả mồm.
Đánh tên nào là bại liền luôn tên đó, hết côn anh lại chuyển sang tuyệt thế hảo kiếm, hết kiếm anh lại dùng sợi dao xích. Tuy nhiên kẻ địch quá đông và hung hãn, trong tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, một chú voi hoang dã trước đây anh từng thuần phục bất ngờ lao đến bảo vệ tên. Cuối cùng lão đạo diễn cũng cho anh mấy giây để thở, sau đó dựa vào sự yểm trợ của voi, tên vẫn kiên cường đánh tới hơi thở cuối cùng mặc dù đang bị thương rất nặng. Như được tiếp thêm sức mạnh từ voi chúa, tên tung ra các đòn hủy diệt vô cùng đẹp mắt. Anh leo lên lưng voi chưa kịp thở lần hai thì một tên sát thủ nhẹ nhàng bay xuống. Nhìn mặt hắn ngào đá thế thôi chứ hắn là quạ ma, một kẻ có võ công vô cùng lợi hại. Với móng vuốt sắc nhọn và sức mạnh đáng ngờ, ma quạ khiến cho tên không thể đánh trả và bị đạp ngã xuống đất một cách đau đớn. Đến con voi hung dữ còn bị hắn chế ngự, thấy tên không phải đối thủ vì đang bị thương nên hắn không thèm đánh nữa. Tên lúc này rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe, ý chí còn mà đôi chân đã chẳng thể gượng dậy. Lúc này binh lính xông tới bao vây quanh anh, bất ngờ tên bạo chúa Ratchasena cũng xuất hiện. Thì ra thằng cờ hó này luôn mặc áo giáp nên những nhát chém của tên chẳng làm hắn hề hấn gì. Tuy nhiên anh còn chết lặng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc trong số đó bước ra, đó là Chona, cha nuôi của anh, người đã coi anh như con ruột suốt 10 năm qua. Hóa ra gia đình của Chona trước đây đã bị thằng bạo chúa Ratchasena giam cầm, sau đó hắn đã bắt ông trở thành tay sai đắc lực cho mình và cũng chính hắn đã ép ông giết chết cha ruột của tên. Thực ra khi đưa tên về nuôi dạy, ông đã biết cậu là ai, Chona toàn tâm toàn ý dạy cho tên võ thuật và đối xử tốt như con đẻ của mình, cũng chỉ vì muốn làm giảm đi tội lỗi của mình. Tuy nhiên ông không ngờ rằng 10 năm sau thằng cờ hó bạo chúa lại lấy người nhà của ông ra đe dọa, bắt ông phải giao chiến một mất một còn với tên để đánh đổi lấy sự bình an của người thân. Tên thực sự quá sốc, lòng anh đau như cắt, nước mắt đầm đìa, anh không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao. Kẻ thù mà anh nung nấu phải tận tay lấy mạng trong suốt 10 năm qua lại chính là cha nuôi luôn ở bên cạnh mình. Trận chiến này chỉ cần một trong hai phải chết, tên bạo chúa hứa sẽ bảo đảm cho người nhà của Chona được an toàn. Dù ai chết đi chăng nữa thì người còn lại vẫn phải sống trong đau khổ. Hắn quá nham hiểm khi dùng chiêu này để ép Chona. Ông không ngừng kích động tên để anh giết ông. Ta chính là kẻ thù đã giết cha ngươi, hãy mau báo thù đi. Tưởng rằng tên sẽ là người ra đi, nhưng sau đó Chona đã cố tình chém đứt lưỡi kiếm của tên để lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt cổ của ông. Đăm đúa nhìn con trai lần cuối, đã đến thời khắc ông được giải thoát rồi, phải tận mắt chứng kiến hai người cha của mình đều chết, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này. Tuy nhiên thằng bạo chúa sau đó đã không giết tên mà nhốt anh vào nhà lao để tẩm quất, hắn muốn anh sống không bằng chết. Phần 2 đến đây là kết thúc, phần 3 tên sẽ vượt ngục học thái cực quyền và trở lại báo thù sẽ cực hay luôn, ngày mai sẽ có phần 3 nhé. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người, I love you, bye bye!